Nhân viên phi hành của hãng Lufthansa đình công, tin từ Frankfurt. Nghiệp đoàn UFO nói cuộc đình công tại phi trường Frankfurt là một sự thành công lớn, đã buộc hãng hàng không Lufthansa phải hủy bỏ hàng trăm chuyến bay. Sau 13 tháng thương lượng giữa hãng hàng không lớn nhất của nước Đức và nghiệp đoàn UFO thất bại, nhân viên phi hành đã đình công 8 tiếng đồng hồ. Chủ tịch của nghiệp đoàn UFO, ông Nikolai Boblis, nói rằng các chuyến bay xa cũng đã bị phải đình hoãn, cho thấy Lufthansa không thể cho phi cơ cất cánh trong lúc các nhân viên đình công. Mặc dù cuộc đình công diễn ra tại phi trường Frankfurt, nhưng cũng đã ảnh hưởng trên hệ thống toàn cầu. Hãng Lufthansa cho biết 1/4 các chuyến bay trong ngày thứ Sáu đã bị hủy bỏ, đa số là các chuyến bay nội địa. Hãng đang tìm các chuyến bay thay thế cho các hành khách. Cuộc đình công có thể làm cho hãng Lufthansa bị mất hàng triệu euro mỗi ngày. Bị ảnh hưởng nhiều nhất là các chuyến bay ngắn, nhưng các chuyến bay đường xa cũng đã bị ảnh hưởng. Các cuộc đình công đã diễn ra sau khi công ty Lufthansa quyết định cắt giảm 3.500 công việc làm, tức khoảng 3% lực lượng công nhân 117.000 người trên toàn cầu. Và công ty cũng đã quyết định ngưng đầu tư nhằm gia tăng thêm lợi tức trong lúc giá xăng dầu tăng cao và phải giảm giá vé để có thể cạnh tranh với các hãng hàng không khác. Hãng hàng không Lufthansa có khoảng 1.850 chuyến bay mỗi ngày, cần tìm thêm lợi tức để trả tiền mua phi cơ trị giá 17 tỷ euro. Nghiệp đoàn UFO đại diện cho 18.000 tiếp viên hàng không của hãng Lufthansa muốn được tăng lương 5%, bảo đảm không bị cho nghỉ việc hay dùng nhân viên tạm thời.